kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gom quyền lực đặt trên đôi chân cà lết, ông Tổng khiến cuộc chiến cung đình trở nên khốc liệt hơn. Qua việc gạt ông Võ Văn Thưởng ra khỏi vai trò tiếp quốc khách trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, một lần nữa cho thấy ông Tổng Bí Thư đã đứng trên pháp luật. Chỉ là không công bố công khai thôi, chứ quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay không khác gì một ông vua cả. Khi ông Trọng nắm chức Tổng Bí Thư cách đây 12 năm, ghế Tổng Bí Thư không có quyền lực lớn như ngày nay. Thời trước, ông Lung Đức Mạnh, ghế Tổng Bí Thư là chiếc ghế quyền lực nhất. Tuy nhiên, qua một nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tân Dũng đã lấn lướt vị trí Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng lộng quyền đuổi Võ Văn Thưởng đi chỗ khác trời. Việc giành lại quyền lực cho chiếc ghế Tổng Bí Thư là cả một quá trình. Phải mất đến 5 năm, tức tròn một nhiệm kỳ thì ông Nguyễn Phú Trọng mới lấy lại được quyền lực tuyệt đối cho vị trí này. Có lẽ từ nay trở đi, chiếc ghế Tổng Bí Thư vẫn là chiếc ghế quyền lực nhất trong tứ trụ. Nắm được ghế này thì sức mạnh hiển nhiên là vô đối. Sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng thực ra có được là vào khoảng cuối năm 2015. Giai đoạn này, ông Trọng vận động trong và ngoài nước cho quyền lực của mình ngày một thêm chặt chẽ và vững mạnh hơn. Từ chỗ là người lép vế đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trọng đã tự vẽ ra cho mình một trường hợp đặc biệt dành cho người ngoài tuổi 65 được ngồi lại tứ trụ. Điều buồn cười là ngay tại hội lần thứ 12 năm 2016, ông Nguyễn Tân Dũng trẻ tuổi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Dũng đã phải về hưu vì quá tuổi, còn ông Trọng thì được tín nhiệm ngồi lại. Đấy là hình thức đạp lên cả luật pháp, luật là tao là luật là như vậy. Ông Trọng biết làm luật chỉ để áp dụng riêng cho ông mà thôi, thế mới là đỉnh. Hiện nay ông Trọng đã đi được 3 nhiệm kỳ Tổng Bí Thư, cũng bằng tuổi của bác Hồ của ông khi về chầu Lenin và các Mác. Với tình trạng sức khỏe rất yếu, tiếp khách quốc tế thì phải có vệ sĩ kè kè dắt tay phía sau và sẵn sàng đỡ ông nếu ngã, thì đấy là tín hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ phải rời ghế vào nhiệm kỳ tới. Không loại trừ khả năng ông sẽ lại bị chết trước đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Khả năng thực chiến kém, nhưng nếu giành được ghế Tổng Bí Thư, Vương Đình Huệ sẽ làm chủ cuộc chơi. Trong 12 năm làm Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã thâu tóm quyền lực về cho bản thân của mình. Có người nói vui rằng sau 12 năm ki cóp được rất nhiều quyền lực, nhưng ông Trọng đang đặt mớ quyền lực to lớn đấy lên đôi chân cả lết. Với đôi chân này, ông khó có thể lết đến hết nhiệm kỳ thứ 3 của ông. Trong chính trị, mà đặc biệt là thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đồng minh có thể trở thành kẻ thù ngay tức khắc. Hầu hết những người đang cố lấy lòng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay hoặc là muốn dựa dẫm tận dụng lợi ích từ ông, hoặc là nhòm ngó chiếc ghế của ông. Với tư cách đối thủ, ông Thủ tướng muốn ghế Tổng Bí Thư thì điều đấy cũng là dễ hiểu. Nhưng với tư cách là đệ tử của ông Tổng Bí Thư, ông Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng nếu nói không tham chức Tổng Bí Thư thì khó mà tin cho được. Đã lên đến tứ trụ, ai cũng có tham vọng chiếm được chiếc ghế cao nhất. Thực lực của ông Võ Văn Thưởng rõ ràng thì yếu hơn. Ông Thưởng khó mà cạnh tranh lại với ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Cho nên có thể nói cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ tới là cuộc đua song mã, chứ không phải là tam mã. Ông Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam Phạm Minh Chính được cho là cũng đang nhắm vào chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực. Nếu đấu tay đôi thì ông Vương Đình Huệ khó mà thắng được ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên ông Huệ lại là người được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nhưng cơ hội lại được cho là cao hơn ông Phạm Minh Chính. Trong hai nhân vật Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, nếu ai chiếm được ghế Tổng Bí Thư thì người đó sẽ là chủ cuộc chơi. Bởi ghế Tổng Bí Thư hiện nay đã được ông Nguyễn Phú Trọng gom góp quyền lực chất vào đấy quá nhiều rồi. Dù không có khả năng thực chiến tốt, nhưng nếu ông Vương Đình Huệ nắm được chiếc ghế Tổng Bí Thư
thì sẽ vượt trội hơn đối thủ rất nhiều. Cho nên hứa hẹn cuộc chiến giành chiếc ghế Tổng Bí Thư những năm tới sẽ khốc liệt hơn nhiều những cuộc chiến trước đây trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Gom quyền lực đặt lên đôi chân cả lết, ông Tổng khiến cuộc chiến cung đình khốc liệt hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính ma túy, nợ ngập đầu, Vietnam Airlines vẫn được Tổng bảo kê làm thương vụ lớn. Nhờ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Biden sang thăm Việt Nam, mà hãng hàng không Vietnam Airlines đã có cơ hội ký một văn bản thỏa thuận ghi nhớ trị giá tới 10 tỷ đô la để mua 50 tàu bay của hãng Boeing. Bất chấp những năm qua, Vietnam Airlines làm ăn thua lỗ triền miên, tiếp viên thì vận chuyển cả ma túy ở Việt Nam và ở nước ngoài. Thậm chí phi công cũng chơi ma túy. Đây là điều rất nguy hiểm. Trước đây khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam vào năm 2019, ông Trịnh Văn Quyết, ông chủ của hãng Bamboo Airways cũng đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787 trị giá gần 3 tỷ đô la với tập đoàn Boeing của Mỹ. Tuy nhiên sau đó ông Quyết bị ngồi tù, còn Bamboo Airways thì phải vật lộn để tồn tại mà không xong. Nói gì đến việc mua máy bay để mà mở rộng hoạt động đây. Hãng bay Vietnam Airlines là hãng bay nhà nước, tuy dưới danh nghĩa là công ty cổ phần, nhưng nhà nước chiếm tới 86% cổ phần. Vietnam Airlines cũng như EVN đều là công ty không thể phá sản. Cho nên với việc ký văn bản ghi nhớ thì có khả năng cao là sẽ tiến tới cái hợp đồng chính thức. Nếu là doanh nghiệp tư nhân để nhân viên buôn ma túy khắp nơi, để phi công chơi ma túy thì và buôn lậu, thì công ty đó đã phá sản từ rất lâu, chứ không thể tồn tại đến cho ngày nay. Những công ty nhà nước này khi thua lỗ thì người dân lại còng lưng đóng thuế để trả nợ cho họ. Nhiều năm qua, Vietnam Airlines là doanh nghiệp làm ăn rất bết bát và có nhiều trọng án ở đây về buôn lậu ma túy. Vietnam Airlines là hàng không độc quyền, chuyên chở quan chức Việt Nam đi công du ở nước ngoài. Vì thế, khi cần đến nhu cầu vận tải hành khách do chính sách nhà nước ban ra, thì Vietnam Airlines là hãng bay hưởng lợi nhiều nhất. Được biết, vụ chuyến bay giải cứu là chính sách trục lợi do quan chức cấp trung ương đề ra, để hút máu du học sinh và người lao động Việt Nam ở nước ngoài, thì Vietnam Airlines cũng dành như toàn bộ miếng bánh vận tải hành khách này. Những hãng khác cũng có tham gia nhưng không đáng kể. Kẻ đóng góp vai trò chính vẫn là Vietnam Airlines. Vụ chuyến bay giải cứu đã quật ngã rất nhiều quan chức của Trung ương, trong đó có cả các ủy viên Bộ Chính trị, nhưng đã không lôi được bất kỳ một quan chức nào của hãng hàng không Việt Nam này ra trước pháp luật. Điều này khiến cho nhiều người đã đặt câu hỏi rằng ai đã đỡ đầu cho Vietnam Airlines mà từ quan chức cho đến nhân viên của họ vẫn bình an vô sự. Phải là nhân vật quyền lực rất lớn, lớn đến mức không ai dám động đến, thì Vietnam Airlines mới nhởn nhơ đến như thế. Hãng hàng không Vietnam Airlines từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán của Thành phố Hồ Chí Minh dọa hủy niêm yết. Hồi tháng 10 năm 2021, Vietnam Airlines bị réo tên là doanh nghiệp còn nợ quá hạn tới 14.800 tỷ đồng. Sau đó một năm, hãng này lại bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu HVN, khiến cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán lo lắng. Tuy nhiên, làm gì có ai dám hủy niêm yết của một doanh nghiệp con cưng của Đảng như Vietnam Airlines? Và thực tế, hãng bay này vẫn không bị hủy niêm yết dù đang nợ như chúa trộm. Lúc đó, cổ phiếu của Vietnam Airlines đang nằm trong diện kiểm soát vì vốn chủ sở hữu âm tới 2.160 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022, đồng thời lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2 năm gần đây cũng là con số âm. Nếu nói EVN thua lỗ, thì nhà nước ban cho chính sách để mà doanh nghiệp này
chọc vòi vào túi toàn dân để hút máu, bù lỗ, thì Vietnam Airlines cũng được nhà nước ưu ái. Với tình hình kinh doanh bết bát, đội ngũ quản lý thì tồi, nhân viên thì lộng hành, buôn bán hàng cấm. Nhưng hãng bay này vẫn được đảng làm lơ cho mọi sai phạm. Hãng bay này vẫn được người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt cho ký bản ghi nhớ khổng lồ với hãng Boeing. Làm ăn thì bết bát nhưng Vietnam Airlines vẫn được bảo kê làm những thương vụ rất lớn. Mô hình doanh nghiệp nhà nước là mô hình dung dưỡng cho thói làm ăn chây ỉ, ỉ lại. Vì giành miếng bánh kinh tế với toàn dân mà Đảng Cộng sản đã thiết lập sân chơi quá bất công như vậy. Sự đỡ đầu cho các doanh nghiệp nhà nước nói cho cùng cũng là moi tiền từ túi dân. Có ý kiến cho rằng doanh nghiệp nhà nước là cửa để tuồn tiền vào túi các quan chức. Bên ngoài là làm ăn kiếm tiền cho ngân sách, nhưng thực tế doanh nghiệp quốc doanh chẳng đóng góp được cho ngân sách bao nhiêu. Ngược lại, họ lại hút máu ngân sách thông qua những dự án, những hợp đồng thua lỗ triền miên. Đồng tiền được phù phép theo cách này hay cách khác để mà chảy vào túi quan, và từ đó doanh nghiệp quốc doanh được bảo vệ, được duy trì, dù cho nó có làm ăn thua lỗ đến đâu chẳng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ma túy nợ ngập đầu, Vietnam Airlines vẫn được tổng bảo kê làm thương vụ lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.